Số lượng hoa quá kinh khủng, chính vì vậy phải huy động rất là nhiều người để mà tăng ca thâu đêm cắm hoa thì mới kịp cho cái dự án đám cưới của anh chị Khánh Thi và anh Phan Hiển. Mọi người biết là với cái tông màu đó là màu hồng là chủ đạo và thiết kế theo kiểu phong cách lâu đài, bởi vì sân khấu là được bên chị Thi dựng nguyên một cái lâu đài rất là hoành tráng và ở giữa lâu đài sẽ là một cái sàn nhảy gọi là dance floor. Thì trước đó là mình phải chịu trách nhiệm một cái cổng trời để mà người ta đứng ngay cổng trời đó để chụp thấy được cái dance floor và cái sân khấu, cho nên là cái lượng hoa rất là lớn. Và biết là cái chiều ngang của cái khu mà cổng trời này nó ngang khoảng 15 m, sân khấu thì ngang gần 30 m, và cái chiều dài rất là lớn. Chính vì vậy cho nên bên ngoài đó mọi người thấy đây là cái hình cái cổng bên ngoài, cổng mà để đón khách đi vào đó, thì cổng này ngang khoảng 15 m, là một cái cổng không là ngang khoảng 15 m để cho khách đi vào từng cái đường luồng này. Hoa thì 100% là hoa tươi hết tất cả mọi thứ, và cắm là dạng bung mà theo dạng nhiều hoa, và hai bên là sẽ có thêm hai điểm check in nữa cho khách, lưu lượng khách ra bên ngoài vào, cho nên rất là nhiều, chứ người sẽ huy động rất là nhiều người, đúng không cả nhà?